Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Phái Đẹp ORG. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Chỉ cần vài hạt bưởi, bạn có thể giảm 2-3kg trên một tuần. Mỡ bụng cũng bị đánh tan hết, eo thon dáng đẹp ngay tức khắc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phái Đẹp. Các bạn thân mến, video này chúng ta quay trở lại với chủ đề giảm cân nhé. Nhưng không giống như những video trước, ở đây mình sẽ chia sẻ với các bạn một phương pháp giảm cân rất mới mẻ, rất dễ thực hiện mà hiệu quả đánh tan mỡ thừa, giúp giảm cân của nó lại rất tuyệt vời. Các bạn có nhận ra đây là hạt gì không ạ? Một loại hạt cực kỳ quen thuộc đó các bạn. Vâng, đây chính là hạt bưởi hay còn gọi là hạt bòng. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng hạt bưởi có công dụng giảm cân cực tốt vì có chứa một chất đặc biệt như tiên dược, đó là pectin. Chất nhờn bao quanh hạt bưởi chính là pectin. Pectin là một loại chất xơ có khả năng hòa tan. Khi cơ thể chúng ta dung nạp chất pectin này vào, pectin sẽ thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa, đánh tan các mô mỡ trong cơ thể. Từ đó, nó sẽ giúp chúng ta giảm cân và giảm mỡ thừa rất hiệu quả. Vậy sử dụng hạt bưởi để giảm cân như thế nào? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị. Các bạn cần chuẩn bị cho mình một ít hạt bưởi. Ở đây mình có khoảng tầm 1 lạng, tức là 100g hạt bưởi. Tốt nhất chúng ta nên sử dụng loại hạt bưởi mà chúng ta vừa mới bóc tách ra, không nên sử dụng loại hạt đã để quá lâu. Nguyên liệu thứ hai mà các bạn cần chuẩn bị là một quả chanh tươi. Như vậy là trong phương pháp giảm cân này, chúng ta cần một ít hạt bưởi và một quả chanh tươi. Cách để các bạn thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành thu lấy cái chất pectin bao quanh hạt bưởi. Để thu lấy chất pectin bao quanh hạt bưởi này thì bạn hãy cho số hạt bưởi chúng ta đã chuẩn bị vào một chiếc cốc. Sau đó bạn hãy đổ nước đun sôi vào. Các bạn nhớ đổ nước vừa đun sôi xong, như thế chúng ta lấy chất pectin sẽ dễ hơn. Các bạn đổ một lượng nước vừa phải thôi, chỉ ngập hạt bưởi một chút là được. Sau đó bạn dùng một chiếc đĩa và chúng ta đậy vào. Bạn chỉ cần đậy trong khoảng 1 đến 2 phút là được. Sau đó bạn dùng một chiếc thìa và chúng ta khuấy thật nhanh, thật đều để cho cái chất pectin bao quanh hạt bưởi này nó tan hết vào nước. Bạn cứ khuấy như vậy trong khoảng 2-3 phút. Mình sẽ chắc thử nước cho các bạn xem nhé. Các bạn có quan sát thấy không? Cái phần nước mà ở trong cốc của chúng ta ấy, nó rất là quánh, đặc. Đó là do chất pectin từ hạt bưởi đã được thôi ra. Đây này, các bạn có thể quan sát thấy này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lọc lấy cái phần nước này. Các bạn có thể sử dụng dây lọc hoặc là miếng khăn xô. Ở đây mình sẽ sử dụng dây lọc. Các bạn quan sát thấy không? Nước chảy xuống đấy. Và nước của chúng ta có dạng là quánh dẻo. Đấy, nước rất là quánh. Đây chính là phần nước hạt bưởi, phần nước có chứa chất pectin đấy.
tục bây giờ bạn hãy đổ nước tiếp. Và chúng ta sẽ tiếp tục đánh thật đều tay để cho cái chất pectin này nó tan nhiều ra. Ở cái lần đổ nước thứ hai này thì các bạn không cần phải đậy vung đâu, và chúng ta có thể đổ nước nhiều hơn. Bạn cứ đánh thật đều tay nhá, đánh càng nhanh càng tốt, đánh trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 phút. Khi nào chúng ta thấy cái nước của chúng ta đã quánh rồi thì chúng ta có thể dừng lại. Các bạn có thể quan sát thấy là ở lần thứ hai này thì nước nó có loãng hơn so với lần 1 một chút, nhưng mà vẫn rất là quánh. Và chúng ta cũng tiếp tục thu lấy phần nước này. Ở đây thì mình chỉ có làm 2 lần thôi. Các bạn có thể sử dụng làm đến lần thứ 3, lần thứ 4. Khi nào mà chúng ta cảm thấy cái nước chúng ta nó loãng hẳn, nó không còn độ quánh nữa, tức là cái lượng pectin ở bên ngoài hạt bưởi nó hết đi, thì chúng ta có thể dừng lại. Ở đây mình chỉ làm 2 lần cho các bạn quan sát thôi nhé. Đấy, như vậy là sau 2 lần thì chúng ta đã thu được cái cốc nước hạt bưởi. Các bạn có thể nhìn thấy này, đấy, cốc nước chúng ta rất là quánh. Đến đây rồi thì bạn hãy đợi cho cái cốc nước này nguội đi một chút và chúng ta bắt đầu cho chanh vào. Cốc nước của mình đây có khoảng tầm 100ml, và với 100ml nước này thì mình chỉ cho vào 1/4 quả chanh. Bạn vắt lấy nước cốt 1/4 quả chanh và cho vào. Giờ thì bạn hãy đánh thật đều tay để cho nước chanh hòa quyện vào với nước hạt bưởi là được. Như vậy là cũng rất nhanh và rất dễ thực hiện phải không các bạn? Chỉ trong vài phút là chúng ta đã có một cốc nước thần thánh để có thể giảm cân và đánh tan mỡ bụng rất hiệu quả ngay tại nhà rồi đấy. Đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần. Cách để các bạn sử dụng thì rất đơn giản. Với cốc nước thu được này, bạn hãy uống khoảng 50ml trước bữa ăn. Mỗi ngày bạn nên uống 2 lần để đạt hiệu quả giảm cân và giảm mỡ thừa cao nhất nhé. Như vậy là với cốc nước mình làm kia là 100ml thì mình có thể chia làm 2 lần uống trong ngày. Nếu như bạn kiên trì áp dụng cách này mỗi ngày, cân nặng mỡ bụng của bạn có thừa bao nhiêu cũng sẽ nhanh chóng biến mất, và việc sở hữu thân hình như ý sẽ trở thành hiện thực đấy nhé. Điều tuyệt vời hơn cả của phương pháp giảm cân này là nó rất phù hợp với người đau dạ dày, vì chất pectin này là một tiên dược trong điều trị bệnh đau dạ dày đấy nhé. Thật tuyệt phải không các bạn? Còn chần chờ gì nữa, bạn hãy thử ngay thôi. Chúc các bạn thành công và sớm có thân hình như ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem. Hãy comment ý kiến của mình. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.